xua tan giá lạnh khi chờ xe buýt bằng củ khoai tây ấm nóng bốc khói thơm phức, chiêu quảng cáo độc lạ đốn tim người đi đường của thương hiệu McCain. Không chỉ gây sốt với những chiếc taxi chở theo củ khoai tây nướng trên nóc xe, McCain còn khiến người dân nước Anh thích thú với chiến dịch quảng cáo nhà chờ xe buýt tương tác cực thú vị, thu hút người tiêu dùng qua cả khứu giác và xúc giác để quảng bá cho món khoai tây nướng có thể ăn ngay sau khi quay trong lò 5 phút. Tại 10 trạm dừng xe buýt trên khắp nước Anh, McCain đã cho lắp đặt các mô hình củ khoai tây 3D khổng lồ và gắn thêm thiết bị tạo nhiệt để mang đến cảm giác nóng ấm khi chạm tay vào. Người đi đường chỉ cần chạm vào một nút trên bảng quảng cáo, củ khoai sẽ dần nóng lên, đồng thời tỏa ra mùi thơm của khoai nướng y như thật. Rất nhiều người đã thích thú ghé sát lại để tận hưởng mùi thơm đặc biệt này. Chiến dịch được triển khai ngay vào mùa đông lạnh giá, cũng thu hút sự tương tác của mọi người. Củ khoai đã sưởi ấm đôi tay của họ và khiến họ cảm thấy đói bụng. Đặc biệt hơn khi McCain còn phát phiếu giảm giá cho những ai tham gia tương tác trải nghiệm quảng cáo. Ý tưởng quảng cáo ngoài trời sáng tạo này đã tiêu tốn 1,4 triệu bảng Anh. Các chuyên gia về mùi hương đã mất 3 tháng để nghiên cứu máy tạo ra mùi hương cho củ khoai tây. Đổi lại, chiến dịch đã thu về những kết quả hết sức ấn tượng và giúp McCain gia tăng doanh thu của mình. Follow Unique OH để biết thêm nhiều thông tin thú vị về quảng cáo ngoài trời nha!